kính chào quý vị khán giả mời quý vị đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh và truyền hình đồng nai Thưa quý vị, sau nhiều tranh cãi, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức ký ban hành luật về trần nợ nhằm ngăn chặn nền kinh tế số 1 thế giới vỡ nợ. Tổng thống Biden đã ký ban hành đạo luật trách nhiệm tài chính năm 2023, định chỉ chính sách áp dụng trần nợ công để gia hạn khoản vay và duy trì việc thanh toán các hóa đơn, qua đó tránh được tình trạng vỡ nợ có thể gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, như mất việc làm diện rộng và suy thoái kinh tế với hệ lụy ở quy mô toàn cầu. Nội dung thỏa thuận gồm đình chỉ áp mức trần nợ 31.400 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025, đồng thời nhất trí thu hồi quỹ Covid-19 chưa sử dụng để nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện đối với các chương trình dành cho người nghèo. Bất chấp việc Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận về trần nợ công, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating vẫn giữ nguyên xếp hạng AAA của Mỹ ở diện theo dõi tiêu cực. Trong một thông báo, Fitch cho biết sẽ duy trì xếp hạng tín dụng của Mỹ ở mức tiêu cực khi xem xét toàn bộ tác động của giai đoạn bên bờ vỡ nợ của Mỹ và triển vọng đối với quỹ đạo tài chính và nợ trung hạn của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Fitch trước đó đã cảnh báo rằng Việc Mỹ không đạt được thỏa thuận trần nợ công sẽ là một tín hiệu tiêu cực về sự quản lý rộng lớn hơn và sự sẵn sàng của Mỹ trong việc tôn trọng các nhiệm vụ của mình một cách kịp thời và sẽ khó có thể phù hợp với xếp hạng AAA. Các nhà phân tích cho biết, ngay cả sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận trần nợ, các cơ quan xếp hạng có thể hạ bậc xếp hạng của nước này, tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2011 khi S&P hạ xếp hạng của Mỹ xuống một bậc, ngay cả khi tình trạng vỡ nợ được đảo ngược trong gang tức. Thống kê mới công bố của công ty cung cấp dữ liệu Refinitiv cho thấy, người nước ngoài đã bán 1,71 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu Trung Quốc trong tháng 5 năm 2023 thông qua kết nối giữa các sàn giao dịch Thượng Hải và Hồng Kông. Việc bán ra đánh dấu sự đảo ngược khoản đầu tư lớn của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng trị giá 20,92 tỷ đô la Mỹ vào tháng 1 năm nay, khi Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế sau 3 năm hạn chế phòng Covid-19, thúc đẩy làn sóng kỳ vọng tăng trưởng. Hy vọng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng của giới đầu tư nước ngoài tăng biến khi nhu cầu trong và ngoài đại lục giảm sút và sự phục hồi không đồng đều. Theo dữ liệu từ cuộc Thống kê Trung Quốc, lợi nhuận của các công ty công nghiệp nước này giảm trong 4 tháng đầu năm. Bất chấp bán ra trong tháng 2, tháng 4 và tháng 5, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 25,05 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu tại đại lục trong 5 tháng đầu năm so với lượng mua ròng 6,36 tỷ đô la Mỹ trong cả năm ngoái. Các nhà phân tích đã hạ dự báo lợi nhuận 12 tháng tới của các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn và trung bình của Trung Quốc trên 0,7%, với lĩnh vực khai khoáng và bất động sản giảm trên 3%. Daimler và Toyota vừa thông báo đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc kết hợp hoạt động sản xuất xe tải của hai công ty tại Nhật Bản. Theo bản ghi nhớ đã ký, Mitsubishi Fuso Truck và Bus thuộc daimler và công ty con của toyota là hino sẽ hợp tác trở thành công ty cổ phần việc hợp tác sẽ mang đến cơ hội để đạt đến quy mô cần thiết cho những tiến bộ công nghệ toyota đang hướng đến mục tiêu không khí thải nhưng một thách thức lớn là về vốn cách duy nhất để phát triển công nghệ là lợi thế kinh tế về quy mô daimler và toyota sẽ đầu tư vào công ty mới với số vốn tương đương nhau và hợp tác để phát triển công nghệ hydro và các công nghệ khác trong lĩnh vực như kết nối và xe tự lái hai bên dự kiến ký thỏa thuận cuối cùng vào quý 1 năm 2024 và hoàn tất giao dịch vào cuối năm sau. Chính phủ Nhật Bản đang khuyến nghị nước này giảm sự phụ thuộc vào hải sản nhập khẩu, dựa nhiều hơn vào việc tự nuôi trồng thủy sản. Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với nghề cá trong nước Trong sách trắng nghề cá thường niên, lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản đề cập đến những tác động của cuộc chiến Tính đến năm 2021, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 40% cá hồi và trứng cá tuyết và nhập khẩu khoảng 1 phần 3 nhiễm biển từ Nga. Nhưng giá các sản phẩm trên đã tăng. Nhật Bản đã loại bỏ thuế suất ưu đãi đối với hải sản nhập khẩu từ Nga như một phần của lệnh trừng phạt chống Moscow. Một nguyên nhân khác khiến giá hải sản nhập khẩu cao hơn là sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Sách trắng khuyến nghị tăng cường nuôi trồng thủy sản bền vững để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đồng thời cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ đa dạng hóa các nhà cung cấp và tăng cường hỗ trợ cho sản xuất thủy sản trong nước. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh OPEC Cộng hôm qua bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại Áo. Giới chuyên gia nhận định, cuộc họp này OPEC Cộng có thể duy trì chính sách sản lượng hiện nay, bất chấp sự sụt giảm của giá dầu thời gian gần đây. Việc cắt giảm có thể lên đến 1 triệu thùng một ngày trên mức cắt giảm 2 triệu thùng một ngày hiện nay và cắt giảm tương nguyện 1,6 triệu thùng một ngày được công bố hồi tháng 4. Nếu được phê duyệt, sẽ đưa tổng sản lượng cắt giảm lên 4,66 triệu thùng một ngày, tương đương khoảng 4,5% nhu cầu toàn cầu. Trước đó, hai nguồn tin của OPEC Cộng cho biết, họ không kỳ vọng tổ chức này sẽ đồng ý cắt giảm thêm. Phương Tây cáo buộc OPEC thao túng giá dầu và làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu thông qua chi phí năng lượng cao. Đáp lại, OPEC nói rằng việc in tiền của phương Tây trong thập kỷ qua đã thúc đẩy lạm phát và buộc các quốc gia sản xuất dầu phải hành động để duy trì giá trị xuất khẩu chính của họ. Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Hazan Adden Ghani tuyên bố, Chúng tôi sẽ không bao giờ ngần ngại đưa ra bất kỳ quyết định nào để đạt được sự cân bằng và ổn định hơn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu thông báo sản lượng bất ngờ hồi tháng 4 của OPEC cộng đã giúp đẩy giá dầu tăng khoảng 9 đô la Mỹ một thùng lên trên 87 đô la Mỹ, nhưng giá dầu đã nhanh chóng giảm xuống dưới áp lực từ những lo ngại về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hôm 2 tháng 6, giá dầu Brent chuẩn quốc tế được giao dịch quanh mức 76 đô la. Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz cho biết, các nhà đầu tư đang bán khống giá dầu, điều mà nhiều nhà quan sát thị trường giải thích là một cảnh báo về việc cắt giảm nguồn cung bổ sung tuy nhiên phó thủ tướng nga alexander novak sau đó cho biết ông không mong đợi bất kỳ bước đi mới nào từ opec cộng tại viên đồng quan điểm trên chiến lược gia giovanni stanovo tại ngân hàng ubs nhận định opec cộng sẽ không thay đổi chính sách sản lượng trong cuộc họp này vì vừa mới đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện cách đây không lâu và cần có thêm thời gian để nhìn thấy rõ tác động lên cán cân cung cầu thị trường Phó Chủ tịch cấp cao Jock Gillian, phụ trách nghiên cứu thị trường dầu mỏ của Rista Energy thì lưu ý. Tác động của giá dầu cao hơn đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ đè nặng tâm lý của các bộ trưởng OPEC cộng. Giá dầu tăng sẽ làm tăng thêm lạm phát ở phương Tây và khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, động thái bất lợi cho nền kinh tế toàn cầu cũng như nhu cầu dầu mỏ. Cơ quan năng lượng quốc tế dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng hơn nữa trong nửa cuối năm nay, có khả năng thúc đẩy giá dầu Tuy nhiên, các nhà phân tích tại JP Morgan cho rằng OPEC đã không hành động đủ nhanh để điều chỉnh nguồn cung theo mức sản lượng nhiên liệu cao của Mỹ. Thưa quý vị, nguồn cung chất bán dẫn đang tăng do căng thẳng lao thang giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Theo vào đó, giai đoạn đại dịch đã cho thấy chuỗi cung ứng chất bán dẫn có thể dễ tổn thương như thế nào vì các quốc gia muốn tự sản xuất nhiều chip hơn. Để đảm bảo an ninh kinh tế, trước các tác nhân trên, Nhật Bản đang tìm cách tăng cường sản xuất chất bán dẫn trong nước. Kyushu, đôi khi được gọi là đảo Silicon của Nhật Bản, nơi đang đặt nền móng cho sự hồi sinh ngành công nghệ cao của nước này. Hơn 7 tỷ đô la Mỹ đang được Nhật Bản đầu tư vào một nhà máy mới khổng lồ sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất trên thế giới, trong bối cảnh nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, TSMC của Đài Loan đang hợp tác với Sony và các công ty khác. Chính phủ Nhật Bản trả khoảng một nửa chi phí cho dự án đang xây dựng này, vốn được ấp ủ từ lâu. 30 năm trước, Nhật Bản thống trị ngành công nghiệp chất bán dẫn trong những năm 1990, nhưng có những cường quốc khác đang nổi lên như Hàn Quốc và Đài Loan. Theo các chuyên gia, lý do chính khiến ngành công nghiệp này của Nhật Bản bị tụt lại là do thiếu sự hỗ trợ của chính phủ. Chúng ta đã thua ở cuối trò chơi đánh giá đầu tư So với Đài Loan, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, nếu bạn nhìn vào các dữ liệu, chắc chắn sẽ thấy chúng ta cần sự hỗ trợ từ chính phủ và một trong số đó có lẽ chỉ là khoản đầu tư cho cơ sở, đầu tư cho công nghệ hoặc đầu tư vào nhân lực. Nhật Bản cũng đang thực hiện các bước đi khác. Rapidus là một liên doanh giữa Sony, Toyota và các công ty khác nhằm sản xuất chip tiên tiến cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo và xe tự lái. Nhưng nhu cầu của các nhà máy sẽ cần nhiều công nhân lành nghề các cơ sở đào tạo đang được thiết lập và thu hút đông đảo các ứng viên tham gia. Trung tâm này được thành lập vào năm ngoái do một công ty có trụ sở tại Tokyo cung cấp đào tạo thực tế về các kỹ thuật cơ bản trong sản xuất chất bán dẫn. Một học viên chia sẻ, Tôi muốn tiếp thu mọi thứ có thể ở đây để phát triển những kỹ năng mà tôi có thể làm hành trang cho mình. Nhiều người muốn tham gia vào lộ trình hồi sinh ngành chất bán dẫn của Nhật Bản và ngành công nghiệp này cần công nhân, nên trung tâm đang có kế hoạch tăng số lượng đào tạo lên gấp 10 lần giám đốc trung tâm cho biết. Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta hy vọng sẽ nuôi dưỡng nhiều người có thể dẫn dắt ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản trong tương lai. Các hiệp hội ngành ở Nhật Bản dự đoán tình trạng thiếu khoảng 1.000 công nhân mỗi năm trong thập kỷ tới, ngay cả khi có tất cả các nền tảng để hồi sinh ngành chất bán dẫn. Nhân lực có thể là chìa khóa để ngành công nghiệp chất bán dẫn của Nhật Bản hồi sinh. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.